Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn mọi người sẽ quan tâm đến vụ án của tử tù Hồ Duy Hải. Sau phiên giám đốc thẩm diễn ra thì rất nhiều những ý kiến trái chiều đã nổ ra trong xã hội. Cũng có người tin rằng Hồ Duy Hải là hung thủ của vụ án. Cũng có rất nhiều người không tin điều đó bởi vì còn quá nhiều những mâu thuẫn chưa được làm sáng tỏ trong vụ án này. Và trong đó có một tình tiết người ta rất quan tâm, đó chính là nghi can Nguyễn Văn Nghị. Nguyễn Văn Nghị là bạn trai của một trong hai nạn nhân. Và khi vụ án xảy ra thì Nguyễn Văn Nghị chính là nghi can đầu tiên. Anh ta được mời lên lấy lời khai, nhưng mà sau này hồ sơ vụ án thì được cho rằng là không hề có sự xuất hiện của Nguyễn Văn Nghị trong hồ sơ vụ án. Trong tất cả các phiên tòa diễn ra thì không có một cái nội dung nào có nhắc đến nghi can Nguyễn Văn Nghị này. Mặc dù là anh ta đã khai ra những chi tiết khá đắt giá. Thậm chí khi Hồ Duy Hải bị bắt và bị kết tội tử hình, thì mẹ của Hồ Duy Hải còn viết hẳn một lá đơn tố cáo Nguyễn Văn Nghị chính là hung thủ. Thế nhưng đơn của bà cũng đã bị bác bỏ và không được xem xét. Vào thời điểm đó thì có một số bài báo đã ghi rất rõ ràng rằng người bán trái cây cho chị Vân vào đêm xảy ra án mạng đã tiết lộ rằng khi Vân ra mua trái cây và nói rằng có người yêu của Hồng đến chơi và anh ta đưa tiền cho cô đi mua. Đây là anh người yêu ở Cai Lậy. Và với những thông tin được cho rằng Nguyễn Văn Nghị, nghi can Nguyễn Văn Nghị, thường trú tại xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Và để làm sáng tỏ cái chi tiết này thì mới đây nhất, phóng viên của báo Dân Việt đã về tận xã Tân Hội để tìm hiểu về nghi can Nguyễn Văn Nghị. Là tung hộ khẩu gần 4.000 hộ dân nhưng mà vẫn không tìm ra được lai lịch của Nguyễn Văn Nghị. Thật kỳ lạ, Nguyễn Văn Nghị đã hoàn toàn biến mất trong hồ sơ vụ án và cũng hoàn toàn biến mất tại địa phương. Ngày 13 tháng 5, phóng viên báo Dân Việt đã về tận xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, nơi được cho là Nguyễn Văn Nghị thường trú. Tuy nhiên, tung tích người này đã bật âm vô tín. Nguyễn Văn Nghị chính là một điểm mờ trong vụ án của Hồ Duy Hải. Thật vậy, trong hồ sơ, vụ án Hồ Duy Hải hết sức phức tạp, ngôn ngộn những chi tiết, tình tiết, con người, thời gian kéo dài gần 13 năm. Nhưng những gì liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Nghị, nghi can số 1 trong những ngày đầu xảy ra vụ án, lại thể hiện rất ít ỏi, kể cả khi Hồ Duy Hải đã ra tay vào công. Kiểm tra tất cả những tài liệu nguồn tin, chỉ thấy thông tin Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1979, ngụ xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, nay là thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày 13 tháng 1 năm 2008, vụ án giết hai nhân viên bưu cục Cầu Voi xảy ra, thì một số tờ báo thông tin đều xác nhận rằng nghi can giết người chính là Nguyễn Văn Nghị, bạn trai của nạn nhân Hồng. Sau hơn, theo các nguồn tin chính thức cho biết, Nghị đã vắng bóng trong ngày 13 tháng 1 năm 2008. Các trinh sát đã phải đón lõng tại nhà ba mẹ của Nghị tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đến tận nửa đêm, ngày 14 tháng 1 năm 2008, Nghị đột ngột trở về nhà, các trinh sát mới áp giải và câu lưu được đối tượng này để lấy lời khai. Nghị khai trong buổi tối xảy ra vụ án, Nghị có ghé đến bưu cục Cầu Voi. Nghị có nhìn thấy một nam thanh niên, tình địch, đang nói chuyện với Hồng bên trong. Vài ngày sau thì cơ quan điều tra đã trả tự do cho Nghị vì Nghị khai có yếu tố ngoại phạm. Ngược lại, khoảng 3 tháng sau, Hồ Duy Hải đã bị bắt giam vì Hải không có yếu tố ngoại phạm. Kể từ đó, từ nghi can giết người, Nguyễn Văn Nghị đã thoát trong gang tấc, không liên quan gì đến vụ án. Ngược lại, Hồ Duy Hải trở thành thủ phạm gây ra vụ án tại bưu cục Cầu Voi. Lẽ ra dù không còn là nghi can thì với những giấy tờ thủ tục áp giải căn lưu thì Nguyễn Văn Nghị cũng phải được lưu trong hồ sơ vụ án. Đặc biệt với việc Nghị khai rằng Nghị cũng có mặt tại bưu cục Cầu Voi vào buổi tối ngày 13 tháng 1, Nghị thấy có một nam thanh niên tình địch đang nói chuyện với Hồng. Sau này theo cơ quan điều tra kết luận là Hồ Duy Hải thì Nghị phải là nhân chứng trong vụ án chứ, cần phải được đưa ra trước tòa để đối chất giống như những nhân chứng khác. Tuy nhiên cơ quan tố tụng dường như là đã bỏ qua Nguyễn Văn Nghị ra khỏi vụ án. Sau 13 năm, cái tên Nguyễn Văn Nghị hầu như không được cơ quan luật pháp nào nhắc đến. Nó chỉ được nhắc đến thoáng qua một hai lần trong vài bản khai của một số cá nhân liên quan, không quan trọng. Và gần đây nhất, cái tên Nguyễn Văn Nghị đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhắc lại trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15, ngày 22 tháng 11 năm 2019. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn My So, lại không được điều tra làm rõ. Vậy thì Nguyễn Văn Nghị là ai mà các cơ quan thực thi pháp luật trong vụ này, từ cấp tỉnh Long An đến cấp tòa án tối cao hoàn toàn không đề cập đến? Nguyễn Văn Nghị vẫn không để lại dấu vết gì. Nhằm làm rõ điểm mờ lai lịch của Nguyễn Văn Nghị trong vụ án Hồ Duy Hải, ngày 13 tháng 5, phóng viên của báo Nhân Việt đã trực tiếp về tại xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang với quyết tâm xác minh điều tra gốc tích của nhân vật bí ẩn này. Tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội, phóng viên Dân Việt đã tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội và Thiếu tá Võ Phi Hùng, trưởng Công an xã Tân Hội đề nghị cung cấp thông tin về lai lịch của Nguyễn Văn Nghị trong vụ án Hồ Duy Hải. Ông Ngọc cho biết,
Tôi được luân chuyển về nhận nhiệm vụ mới đây, không nắm rõ tình hình, vì sự việc đã xảy ra gần 13 năm. Tuy nhiên liên quan đến xác minh hộ khẩu, ông Ngọc đã giới thiệu phóng viên với công an xã Tân Hội để được giúp đỡ. Rất may là vào thời điểm 9 giờ 30 ngày 13 tháng 5 tại công an xã Tân Hội đã có buổi làm việc giữa trưởng công an xã với các trưởng ấp. Thiếu tá Võ Phi Hùng, trưởng công an xã đã chỉ đạo các công an viên mở tủ lấy toàn bộ hồ sơ lưu trữ hộ khẩu thường trú của người dân tại xã Tân Hội ra kiểm tra. Trao đổi với phóng viên nhân vật thì thiếu tá Võ Phi Hùng cho biết rằng giá như biết đối tượng ở ấp nào, bố mẹ là ai thì sẽ dễ truy tìm hơn. Nhưng thông tin chỉ ngắn gọn là Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1979, trú tại xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Một công an viên xã Tân Hội cho biết, xã Tân Hội có 5 ấp Quý Thành, Tân Hiệp, Tân Phong, Tân Hòa, với gần 4.000 hộ khẩu. Người tên Nghị cũng có, nhưng mà chưa chắc là đối tượng Nguyễn Văn Nghị trong hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải. Tại công an xã Tân Hội thì mọi người có mặt, ngay cả một số trưởng ấp có tuổi từ 55 trở lên đều thừa nhận có đọc trên báo về vụ án Hồ Duy Hải, nhưng không hề biết đến đối tượng Nguyễn Văn Nghị có hộ khẩu thường trú ở xã Tân Hội. Bởi vì nếu như Nghị là người địa phương, khi công an bắt giữ, câu lưu điều tra, chắc chắn chúng tôi phải biết. Mặc dù vậy thì lãnh đạo công an xã Tân Hội vẫn chỉ đạo gần 10 người là trưởng ấp và công an viên mỗi người nhận từ 5 đến 10 tập hồ sơ lưu trữ, ghi nhận biến động hộ khẩu, nhân khẩu của 4.000 hộ dân thuộc 5 ấp của xã, nhằm truy tìm lọc ra tất cả những cái tên liên quan đến Nguyễn Văn Nghị. Thậm chí các công an viên và các trưởng ấp còn trưng ra hàng chục cuốn sổ lưu trú, cập nhật hộ khẩu người dân xã Tân Hội từ năm 1980 trở lại đây, tức là tới nay cũng đã hơn 30 năm. Những sổ lưu hộ khẩu cũ kỹ, giấy đã úa vàng theo thời gian, nhưng mà vẫn còn giữ gìn nguyên vẹn, không mất mát trang nào. Thế nhưng sau gần một buổi sáng lật tung hồ sơ hộ khẩu của gần 4.000 hộ dân thuộc 5 ấp của xã Tân Hội, cái tên Nguyễn Văn Nghị vẫn mù khơi một cách bí hiểm. Hoàn toàn không có dấu tích gì cho đến lai lịch của Nguyễn Văn Nghị, nghi can số 1 trong vụ án bưu cục Cầu Voi ngày 13 tháng 1 năm 2008, hoặc đã từng thường trú tại xã Tân Hội. Sáng 15 tháng 5 thì phóng viên báo giao thông đến công an tỉnh Long An để tìm hiểu và đã được đại tá Phạm Thanh Tâm, phó giám đốc công an tỉnh cho biết. Nghi can mà mọi người nhắc đến là Nguyễn Văn Nghị thực tế không phải là Nguyễn Văn Nghị mà là Nguyễn Hữu Nghị, cư ngụ ở ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Và Nguyễn Mì Ro sinh năm 1984, ngụ tại ấp Vĩnh Tiến, xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hai đối tượng này có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng nên cơ quan điều tra triệu tập làm việc đầu tiên vào ngày 14 tháng 1 năm 2008. Vậy là chiều tối 15 tháng 5, phóng viên báo giao thông đã tìm đến nhà của anh Nguyễn Hữu Nghị tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Tân Long. Nghị là người được dư luận nhắc đến nhiều ngày trong mấy ngày qua, cho từng bị triệu tập trong vụ án hai cô gái bị sát hại tại bưu điện Cầu Voi năm 2008. Nhờ nhiều nguồn tin mà chúng tôi đã xác minh được tại ấp Hoàng Hải có một người tên là Nguyễn Hữu Nghị sinh năm 1985. Một người nắm rõ nhân khẩu trên địa bàn đã hướng dẫn chúng tôi tìm đến nhà anh Nghị gần cổng Ông Tượng. Khi chúng tôi đến thì mẹ anh Nghị cho biết con trai không có nhà tại vì đang đi làm bán bảo hiểm xe, đến tối mới về. Theo lời của mẹ anh Nghị thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà, anh Nghị được người quen giới thiệu đi làm tại một công ty tại huyện Bình Lức trong một thời gian. Còn việc con tôi có liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải xảy ra ở bưu điện Cầu Voi hay không thì công an cũng đã khẳng định là con tôi không liên quan rồi. Tôi nhớ vụ này lâu lắm rồi, lúc đó tôi cũng bị công an mời làm việc mấy lần để hỏi thông tin liên quan đến Nghị. Tôi còn nhớ tối hôm xảy ra vụ án, con tôi cùng với người anh họ và bạn của nó đến nhà đối diện uống cà phê tại nhà cho đến khuya. Mẹ Nghị nói, theo quan sát của phóng viên, căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nghị nằm cách mặt lộ khoảng 10 mét. Sau khi trao đổi với anh Nghị qua điện thoại thì anh này đã khẳng định, tôi không có liên quan gì đến vụ án Cầu Voi nên không cần gặp mấy anh làm gì, tôi yêu cầu mấy anh cũng đừng tìm tôi nữa, anh Nghị đề nghị. Trong ngày hôm qua thì phóng viên đã nhiều lần liên lạc với người có tên là Nguyễn Mì So, sinh năm 1984, ngụ tại ấp Tỉ Vĩnh Tín, xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nhưng mà vẫn chưa liên lạc được. Có một bất thường liên quan đến hai nhân vật này đó là chị Lê Thị Thu Hiếu là bạn thân của hai nạn nhân đã có mặt tại bưu điện Cầu Voi trong suốt ngày 13 tháng 1 là ngày xảy ra án mạng, xác nhận là đã có nghe chị Hồng và chị Vân trao đổi rằng anh Nguyễn Mì So là bạn trai của chị Hồng, trong đêm ngày 13 tháng 1 sẽ về bưu điện Cầu Voi và mỗi lần về thì So và Hồng sẽ ngủ trên lầu 1 của bưu điện, còn Vân ngủ dưới. Và nhân chứng là ông Nguyễn Văn Thu là xe ôm của, cũng là tổ trưởng của tổ dân phòng ấp 7 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, người bổ sung con dao tang vật mới tinh từ việc mua ngoài chợ, cũng đã xác nhận. Từ 22:30 đến 23 giờ đêm hôm đó thì ông chở khách đi ngang qua bưu điện và vẫn thấy điện tại lầu 1 còn sáng, cổng trước bưu điện thì đã đóng. Như vậy thì trong đêm xảy ra án mạng, ai đã ở lầu 1 và người đó là ai, đến nay thì nó vẫn là một bí ẩn.